Xin chào tất cả các em, rất vui khi được gặp lại các em trong tiết học của ngày hôm nay, bộ môn tin học lớp 6. Ở tiết học trước thì cô cùng các em đang học về tiết 45 bài thực hành 6, em tập trình bày văn bản. Trước khi vào nội dung của tiết học ngày hôm nay thì cô sẽ nhắc lại một số những cái nội dung mà các em đã học ở trong tiết học trước để chúng ta sẽ sử dụng vào trong cái tiết học ngày hôm nay. Trong cái tiết lý thuyết thì cô đã hướng dẫn các bạn đó là nêu các bước để thực hiện việc sao chép phần văn bản. Vậy để thực hiện việc sao chép phần văn bản thì các bạn sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ thực hiện hai bước để thực hiện việc sao chép phần văn bản. Bước thứ nhất là các bạn sẽ chọn văn bản cần sao chép và nháy nút lệnh copy trong nhóm lệnh clipboard trên dải lệnh home. Bước thứ hai là các bạn đưa con trỏ chuột tới vị trí cần sao chép, sau đó nháy nút lệnh paste nhằm trong nhóm lệnh clipboard trên dải lệnh home. Và sau khi thực hiện bước này thì các bạn đã hoàn thành xong cái việc sao chép phần văn bản. Vậy để thực hiện việc di chuyển phần văn bản thì các bạn cũng làm tương tự như phần sao chép. Đó là bước thứ nhất, các bạn thực hiện là chọn phần văn bản cần di chuyển. Sau đó nháy vào nút lệnh cắt có biểu tượng hình cái kéo, cũng nằm trong nhóm lệnh clipboard trên dải lệnh home. Bước thứ hai là đưa con trỏ chuột tới vị trí cần sao chép, nháy nút lệnh paste trong nhóm clipboard trên dải lệnh home. Như vậy là các bạn đã thực hiện xong cái việc di chuyển. Và vừa rồi là cô đã nhắc lại và hướng dẫn lại các bạn các cái thao tác để chúng ta thực hiện việc sao chép và di chuyển phần văn bản. Đây chúng ta sẽ vào nội dung của tiết học ngày hôm nay. Tiết 46, bài thực hành 6, em tập chỉnh sửa văn bản. Tiếp tục. Về mục tiêu, đối với mục tiêu của tiết học này thì các bạn cần làm được những công việc sau. Thứ nhất là mở được văn bản đã lưu, sao chép, chỉnh sửa nội dung văn bản. Thứ hai là thực hiện được việc gõ chữ kết hợp với việc sao chép nội dung. Gõ chữ ở đây là yêu cầu các bạn phải gõ được chữ tiếng Việt. Chứ nhiều các bạn vẫn chưa thuộc cái kiểu gõ chữ tiếng Việt, các bạn vẫn gõ chữ không dấu. Thứ ba đó là trong quá trình sử dụng máy tính và trong quá trình học thì yêu cầu các bạn đó là chúng ta phải nghiêm túc cái thực hiện nội quy mà khi chúng ta sử dụng máy. Phần A đó là khởi động Word và tạo văn bản. Phần B là phân biệt chế độ gõ chèn hoặc chế độ gõ đè. Thì ở đây cái phần này thì trong cái tiết 45 thì cô đã hướng dẫn các bạn rồi. Đó là chúng ta đã phân biệt được cái chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè. C đó là mở văn bản đã lưu và sao chép chỉnh sửa nội dung văn bản. Một nhỏ đó là để mở văn bản tên biển đẹp thì các bạn sẽ làm như sau. Trước tiên là các bạn khởi động màn hình Microsoft Word. Sau khi khởi động màn hình Microsoft Word thì các bạn thấy có biểu tượng Open. Các bạn sẽ chọn cho cô biểu tượng Open. Đó là hình quyển sách mở. Chọn nút lệnh Open. Sau khi chọn nút lệnh Open thì một cửa sổ hộp thoại Open được hiện ra. Các bạn sẽ chọn tệp văn bản cần mở. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nháy Open để mở cái văn bản đó. Và sau khi các bạn nháy nút Open thì cái văn bản mà các bạn đã chọn Cửa nó sổ sẽ sẵn mở ra sàng Microsoft Word. Vậy thì để sao chép nội dung văn bản ở phần A và phần B vào cuối văn bản biển đẹp chấm đắp thì ta sẽ thực hiện như sau. Thứ nhất đó là các bạn mở đoạn văn bản vừa gõ ở phần A và B. Thứ hai đó là các bạn thực hiện các bước sao chép văn bản như đã được học. Ở đây các bạn thực hiện đó là bước thứ nhất. Chọn phần văn bản cần sao chép. Nháy nút copy trên thanh công cụ. Bước thứ hai đó là các bạn mở văn bản biển đẹp chấm đốc, di chuyển con trỏ soạn thảo đến cuối văn bản biển đẹp và nháy nút paste trên thanh công cụ. Sau khi các bạn thực hiện bước sao chép thì các bạn thấy như sau. Đó là bước 1 các bạn chọn phần văn bản cần sao chép. Ở đây chọn phần văn bản thì các bạn đã được học ở trong cái phần 2 nhỏ của bài 15 chỉnh sửa văn bản. Để thực hiện cái việc chọn phần văn bản thì các bạn đưa con trỏ chuột tới đầu của đoạn văn bản. Sau đó sẽ giữ chuột trái và di chuyển con trỏ xuống tới vị trí cuối của phần văn bản và thả tay ra. Như vậy cái văn bản mà các bạn vừa chọn
thì nó sẽ có được bôi đen hay được gọi là đánh dấu. Văn bản đó là văn bản đã được chọn. Bước thứ hai đó là các bạn nháy nút copy trên thanh công cụ. Bước tiếp theo đó là các bạn mở văn bản biển đẹp. Mở văn bản biển đẹp chấm lốc ra. Thì mở văn bản biển đẹp chấm lốc ở đây đó là buổi sớm nắng sáng những cái muồm nâu trên trên biển. Đây là văn bản các bạn đã mở rồi. Các bạn sẽ đưa con trỏ đến vị trí cần sao chép. Ở đây các bạn sẽ đưa con trỏ đến vị trí cần sao chép, tức là đưa con trỏ tới trước cái chữ M, chữ M. Đưa con trỏ đến vị trí cần sao chép. Tiếp theo đó là các bạn nháy nút lệnh paste để dán văn bản cần sao chép vào. Cô nhắc lại này. Ở đây đó là cô đang hướng dẫn các bạn thực hiện cái việc sao chép từ cái chỗ một buổi chiều lạnh nắng tắt sớm cho tới đêm rắc lên. Copy cái đoạn văn bản này vào dưới cái đoạn văn bản biển đẹp mà các bạn đã có sẵn ở trong máy. Thì việc đầu tiên để thực hiện đó là các bạn phải sao chép cái đoạn văn bản một buổi chiều lạnh nắng tắt sớm và các bạn chọn tới đêm rắc lên, các bạn sẽ chọn cái văn bản này. Nhấn nút copy ở trên thanh công cụ. Các bạn mở cái văn bản biển đẹp có từ chỗ biển đẹp này cho tới về bị ướt. Các bạn mở sẵn ra. Tiếp theo là các bạn đưa cái con chả chuột xuống dưới cái dòng là theo Vũ Tú Nam. Các bạn đưa con chả chuột. Sau đó các bạn sẽ nháy nút lệnh paste để dán cái văn bản mà các bạn vừa sao chép vào. Vậy sau khi thực hiện cái lệnh paste này thì các bạn thấy đó là cái dòng cái đoạn văn bản một buổi chiều lạnh nắng tắt sớm cho tới đêm rắc lên nó sẽ được copy xuống dưới cái dòng theo Vũ Tú Nam. Như vậy là các bạn đã thực hiện xong cái việc sao chép văn bản vào một văn bản đã có sẵn. Hai, đó là sử dụng các thao tác sao chép và di chuyển để thay đổi thứ tự của đoạn văn. Thế thì cái thứ tự đúng của đoạn văn là như sau. Vừa đây là các bạn thực hiện việc sao chép rồi. Và các bạn sao chép vào cái văn bản mà có sẵn. Tuy nhiên thì cái thứ tự của cái bài văn đó nó chưa được đúng. Vậy thì sau đây là cô hướng dẫn các bạn và cô đưa cho các bạn cái thứ tự đúng của đoạn văn như sau. Đây chính là thứ tự đúng của đoạn văn. Đầu tiên đó là buổi sớm nắng sáng, những cái muồm nâu trên biển được nắng chiếu vào. Và cái đoạn văn bản cuối cùng ở đây phải là chiều nắng tàn, mát dịu, biển trong veo màu mảnh chai, đảo xa tím pha hồng và những con sóng nhẹ nhẹ liếm trên bãi cát, bọt sóng màu bưởi đào. Đây chính là thứ tự đúng của đoạn văn. Còn vừa nãy các bạn thực hiện việc sao chép thì các bạn thấy rằng là gì nhỉ? Cái đoạn cuối của cái bài biển đẹp này thì là lại đến một buổi chiều gió mùa đông bắc vừa dừng, biển lặng đỏ đục đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên. Vậy thì yêu cầu các bạn đó là gì? Dựa vào cái việc mà sao chép giống như ở trang slide trước, các bạn sẽ thực hiện cái việc thao các bạn hãy thực hiện cái thao tác sao chép và di chuyển để có được một cái thứ tự đúng giống như trên màn hình của cô. Cái này thì cô sẽ dành cho các bạn là phần thực hành, các bạn tự thực hành ở trên máy của mình. Và sau khi các bạn đã làm được cái thứ tự đúng, chỉnh sửa được theo cái thứ tự đúng của cái bài biển đẹp thì các bạn sẽ nhấn nút lệnh save để lưu lại cái văn bản với tên cũ đó là biển đẹp chấm đốc. Và để thực hiện việc lưu văn bản thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Đó là chúng ta sẽ nháy nút lệnh save ở trên thanh công cụ. Và khi nháy nút lệnh save rồi thì nó sẽ hiện ra một hộp thoại đó là save as. Các bạn sẽ gõ vào cái ô file name, tức là gõ tên là biển đẹp. Và các bạn lưu ý là chúng ta chọn ở đây là cái phần cái dạng ô thứ hai ở phía dưới cái phần file name ấy, thì các bạn chọn cho cô đó là Microsoft Word. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các bạn cái nội dung của tiết học và tiết thực hành của ngày hôm nay. Thì yêu cầu của cô như sau, đó là các bạn sẽ ghi lại những cái ý chính của cái bài thực hành này. Sau đó thì các bạn sẽ mở cái bài biển đẹp. Một là các bạn tự gõ, sau đó lưu lại. Hai là các bạn nào mà chưa gõ thì các bạn sẽ gõ. Sau đó các bạn sẽ thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển để có một bài biển đẹp đầy đủ, giống như trong cái slide của cô vừa hướng dẫn các bạn, đó là
Sau khi thực hiện thao tác sao chép và di chuyển thì cô sẽ có thứ tự đúng của bài biển đẹp. Về nhà thì các em ôn lại nội dung kiến thức trong bài học. Thứ hai là các bạn thực hành lại trên máy tính nội dung bài thực hành. Thứ ba đó là các bạn học lại cho cô cái khái niệm về sao chép và di chuyển, nêu sự khác nhau giữa sao chép và di chuyển. Cái nội dung này thì nó theo suốt các bạn, kể cả sau này khi các bạn lên lớp 7, các bạn vẫn thực hiện việc sao chép và di chuyển. Chính vì vậy mà cô vẫn nhấn mạnh cái nội dung này cho các bạn là các bạn cần phải nhớ và học thuộc khái niệm về sao chép và di chuyển, các bước để thực hiện việc sao chép và di chuyển và sự khác nhau giữa sao chép và di chuyển là gì. Thứ tư đó là tìm hiểu tiếp phần C trong bài thực hành 6 để chuẩn bị cho tiết học sau. Và một cái lưu ý nữa đó là cô nhắc lại là nhiều bạn là chúng ta chưa thuộc cái quy tắc gõ dấu và gõ chữ trong tiếng Việt trong Word, thì yêu cầu các bạn đó là chúng ta phải học thuộc quy tắc gõ dấu và gõ chữ Việt trong văn bản. Và nếu như mà từ tiết sau mà cô mà hướng dẫn các bạn ở trên phòng máy mà bạn nào mà không gõ được cái chữ Việt hoặc quên mất quy tắc gõ dấu thì cô sẽ cho bạn đó điểm 0 và đánh giá vào cái học lực của các bạn. Cái tiết học của cô tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý thầy cô cùng các em học sinh đã quan tâm và theo